Cho em xin phép, em bình tĩnh, em sẽ có câu trả lời. Em cũng nghe được nhiều người nói là em là một đứa mù mờ. Mọi người có gì lo lắng nè? Thế kiểu sao? Từ từ bình thường. Em hiểu rồi, em biết em đang là. Trước khi mà em đã viết vào tờ giấy đó, em chứng minh em là một cô gái mạnh mẽ, thì em cũng đã suy nghĩ là chắc chắn các chị và anh Trung sẽ hỏi em như thế. Và em biết là em mạnh mẽ trong em, còn cách thể hiện thì em không giỏi. Để thể hiện cho mọi người rằng mình là một cô gái mạnh mẽ như thế nào để cho mọi người biết. Mọi người có gì lo lắng nè? Thế kia xem. Từ từ bình thường. Đó xong nè. Cái lượt kia xong, không khóc, bình tĩnh. Thế cái lượt em hiểu rồi, em biết em đang là gì. Em xin phép. Bây giờ anh nói thì okay. Em không sợ người khác nói và chửi mình như lúc mà em vừa mới gặp những sự cố như là scandal mà em không muốn, thì em đối mặt với nó là em chấp nhận. Có thể cho anh biết rõ hơn về câu chuyện đó là gì được không? Vì chuyện em chuyện nó rất là riêng tư nên là em xin phép em sẽ không kể đâu. Dạ, nhưng mà em đến đây là để thử sức mình để thi được vai 2022, chứ không phải là vô đây để cải chuyện riêng tư của em. Em xin hết. Và em cũng nghe được nhiều người nói là em là một đứa mù mờ. Chị hoàn toàn tôn trọng khi mà em nói đó là những cái chuyện riêng tư. Nếu như là một nghệ sĩ hạnh phúc thì chị luôn nghĩ là mình phải luôn có hai cuộc sống. Chị luôn nghĩ điều đó. Cho nên là chị hoàn toàn đồng cảm với em, vì em không có tự chủ được cảm xúc của mình. Và thậm chí em chưa kể câu chuyện của mình luôn. Chỉ cần một người nào đó hỏi về điều đó thôi là em đã không thể kiềm chế được rồi. Thì cái điều đó nó sẽ không tốt cho em. Kể cả không phải em ở trong cuộc thi này, mà khi ngày nào em còn hoạt động trong showbiz thì điều đó nó hoàn toàn không tốt cho em. Trước khi em đến với cuộc thi thì em đã tìm hiểu hết, và em cũng đã chọn ra được một chị mà em cảm thấy là chị đó có thể giúp em hoàn hảo hơn hoặc là tốt hơn. Nhưng mà hôm nay chị không chọn em. Wow. Ý trời. Có một chút buồn. Em sợ một ai đó thì em mới có thể làm tốt nhiệm vụ của mình. Còn nếu như mà người đó quá hiền không thì em sẽ không nghe, tại vì em vướng bệnh. Nói chung là rèn tập thì em cũng không định là sẽ khóc. Tại vì khóc mãi thì mọi người cũng sẽ không thích. Nhưng mà cái đó là cảm xúc của. Thật sự em là một thí sinh rất là tiềm năng. Và nếu như em cần, chị vẫn sẵn sàng giúp em. Thấy chưa? Phương đánh giá hơi sai Cẩm Đăng. Phương rất là tiếc khi mà nghĩ rằng là em ấy không đủ khả năng để đối diện với lại những cái áp lực như thế, nhưng không phải. Thì sợ thì chắc bây giờ chắc các chị cũng có hơi buồn em một xíu, là tại vì em không chọn chị Thư và chị Duyên và chị Triệu. Tại vì em không có cảm được là em có thể nghe lời các chị, tại vì em thấy các chị còn quá hiền. Em ơi, cái này là lời khen hay là lời gì? Em làm chị hoang mang. Cẩm Đan à, chị đây hơi cứng em ơi, son môi chị hơi lì, làm sao chị hiền được. Nhưng mà chị thấy thích em á, chị thấy rất là thích cái cá tính của em. Cô bé này là một cô bé rất là dễ đoán, vì cô bé này rất là thẳng thắn. Chị muốn kể với em một câu chuyện là cách đây 6 năm, khi mà chị đang ở một cái giai đoạn mà vấp ngã nhất của tuổi trẻ, lúc đấy tất cả mọi người đều quay lưng với chị hết. Nhưng mà lúc đấy chị đã có một cái lời hứa với mình rằng bằng với tất cả sự cố gắng và cái sự nghiêm túc của chị sẽ làm cho mọi người yêu quý chị trở lại. Và ngày hôm nay chị cũng đã chứng minh được rằng là cái lời hứa của mình cũng đã hoàn thành được. Chị chia sẻ thêm là bên team của Minh Triệu Kỳ Duyên là đang có một nam hai nữ. Nếu em về bên đó thì em tự cạnh tranh lẫn nhau. À, chắc chắn là em về team nào cũng sẽ là số lượng thí sinh như vậy thôi. Nhưng mà nó thí sinh cùng màu á, nó đã có rồi.
Nãy giờ em biết chưa có một bạn thí sinh nào trùng màu với nhau cả. Cái này là mà chị phân tích cho bạn cảm nhận thôi. Và bạn có quyền lựa chọn mà. Nếu em về bên đội bên chị thì cái cơ hội của em sẽ nhiều hơn. Chắc chắn điều đó. Tại vì em sẽ là thí sinh may mắn đầu tiên. Học viện xây dựng hình ảnh cá nhân Image Code hân hạnh đồng hành cùng gương mặt người mẫu Việt Nam The Face Việt Nam 2023. Công ty quản lý và đào tạo người mẫu BU Models hân hạnh đồng hành cùng gương mặt người mẫu Việt Nam The Face Việt Nam 2023. Đón xem tập tiếp theo của chương trình gương mặt người mẫu Việt Nam The Face Việt Nam 2023 sẽ chính thức lên sóng vào lúc 20:30 Chủ nhật hàng tuần ngày 11/6/2023 trên kênh VTV9 và hệ thống các kênh digital của Maxi Media GSC. Thông tin chi tiết truy cập facebook.com/thefacevietnamofficial. Slap, slap, rap, rap.